Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Cang, Chủ tịch Hội đồng trường tổ chức Trường Đại học Tự nhiên Đại học Hà Nội. Kính thưa toàn thể các thầy cô trong Hội cựu tổ chức Trường Đại học Tự nhiên, các thầy cô nguyên cán bộ Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và cán bộ ở Trường Đại học Tự nhiên ngày nay. Trước hết, xin phép em thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ viên chức Trường Đại học Tự nhiên xin gửi lời chào mừng tất cả các thầy cô đến cái buổi dự cái buổi học gặp mặt nhân dịp năm mới Quý Mão. Cái sự kiện gặp mặt này là cũng đánh dấu các cái hoạt động bình thường trở lại sau hơn 2 năm chúng ta bị gặp phải cái dịch bệnh Covid-19, và những cái dịp năm mới cuối năm những năm trước thì chúng ta không tổ chức được những buổi gặp mặt để trao đổi trò chuyện với nhau và chỉ có thể có cái liên lạc qua điện thoại, qua Zalo. Và hôm nay thì đây là một cái dịp rất vui để cán bộ nhà trường được gặp các thầy cô, được chứng kiến các thầy cô vẫn là rất là mạnh khỏe, vẫn là minh mẫn, và các thầy cô cũng có thể ôn lại với nhau những cái kỷ niệm từ thời Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và Trường Đại học Tự nhiên ngày nay. Trước cái buổi này thì nhà trường đã chiếu một cái đoạn video ngắn khoảng 10 phút về tổng kết những cái hoạt động của nhà trường trong năm 2022 vừa qua. Cũng xin báo cáo các thầy cô là cuối năm 2021 thì nhà trường đã long trọng tổ chức cái kỷ niệm 65 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng rất tiếc rằng là do dịch bệnh Covid nên nhà trường không thể tổ chức được ở quy mô rộng và chỉ có thể là có đại diện của các đơn vi và có một cái buổi gặp mặt tôi mà không thể có được một cái gặp mặt đông đủ như ngày hôm nay. Năm 2022 vừa qua cũng là một năm có thể nói là rất là thành công đối với nhà trường. Ở đây thì có thể nói đến các cái hoạt động đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và đặc biệt là các cái thành tích của cán bộ sinh viên nhà trường. Năm 2022 vừa qua thì đấy là những cái thành tích rất nổi bật, ví dụ như là cái kết quả công bố quốc tế của Trường Đại học Tự nhiên thì vẫn giữ vững là ngôi vị số đầu trong Đại học Quốc gia Hà Nội, và không chỉ về số lượng mà có rất nhiều các cái công bố có chất lượng và rất nhiều các nhà khoa học của nhà trường được vinh danh trên các cái trang thống kê khoa học của quốc tế về các chỉ số trích dẫn. Các cán bộ của nhà trường cũng đã có rất nhiều các đề tài hoặc là các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước. Các cán bộ trẻ được các nhận được các học bổng nghiên cứu sinh và học bổng cao tiến sĩ của các quỹ của đại học quốc gia hoặc là quỹ các quỹ mà ngoài đại học quốc gia. Năm vừa qua thì cũng có 5 cán bộ của nhà trường đã vinh dự được tận hưởng huân chương lao động của chủ tịch nước, có 2 cán bộ 2 thầy là vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhất, đấy là giáo sư Lưu Văn Hôi và giáo sư Phạm Hùng Viện, và 3 cán bộ thì được nhận huân chương lao động hạng 3. Rất nhiều cán bộ khác thì đã được tặng các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Đảng và Hà Nội. Nhiều cán bộ trẻ thì đã được tặng thưởng các giải thưởng hay thưởng quốc gia, trao tặng phần thưởng thì có thành tích công bố xuất sắc. Đấy là những cái thế hệ đội ngũ kế cận, và em nghĩ rằng là chúng ta từng bước tiếp bước truyền thống và thành tích của các thế hệ các thầy cô ngồi đây, các thầy cô cùng giáo chức và đã góp công để xây dựng trường đại học ở Hà Nội trước đây và trường đại học Quốc gia Hà Nội. Một cái nét sáng nữa của trường đại học Tự nhiên đấy là thành tích của các học sinh sinh viên, đặc biệt là cộng học sinh chuyên học Tự nhiên. Năm 2022 vừa qua là một năm hết sức đặc biệt vì có tới 8 học sinh của trường trung học phổ thông chuyên học dân lập và các đội tuyển đi thi để thi quốc tế, và 8 học sinh đi thi thì có tới 7 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, trong đó có những thành tích rất đặc biệt, đấy là thành tích của em Ngô Quý Đăng là lớp 12 chuyên toán, hiện nay đã là sinh viên cử nhân toàn tài năng của toán học của Tự nhiên và đạt điểm là lần thứ 2 đạt huy chương vàng và với số điểm tuyệt đối là 42/42. Và đội tuyển vật lý thì có 3 em tham gia thi kỳ thi vật lý quốc tế và cả 3 em được huy chương vàng, trong đó có 1 em là lúc mà thời điểm đi thi là mới là học sinh lớp 10, đấy là cũng là lần đầu tiên
tức là hai cái kết quả mà học sinh lớp 10 đầu tiên và đạt huy chương đoàn quốc tế môn toán, đấy là môn thứ năm cách đây năm 20 hóa góp phần của chuyên hóa lớp chuyên hóa cũng góp phần một huy chương vàng. Đấy đấy là hai thành tích của người tin học để cũng giữ vững cái thành tích của 23 và lọt vào cái kỳ thi Olympic kỳ quốc tế và đạt huy chương vàng. Và hay cả thành tích của các sinh viên cũng rất là xuất sắc. Bên cạnh những cái môn thi Olympic như là toán học, vật lý, hóa học, sinh học, đấy là truyền thống của trường Đại học Tự nhiên rồi, thì cách đây vài tuần thôi, đội tuyển Olympic tin học của trường Đại học Tự nhiên đã lần đầu tiên là đạt cái thành tích rất là rực rỡ, là đạt hai cái cúp vô địch, và cùng với cả trường Đại học Công nghệ là quốc gia, có thể nói là tất cả các giải chính của Olympic tin học toàn quốc vừa rồi là của đơn vị quốc gia. Và trong khi đó trước đây thì người ta từng nghĩ rằng trường Đại học Tự nhiên là chỉ mạnh trong cơ bản, nhưng mà năm vừa rồi thì kỳ thi Olympic tin học thì cũng đã thể hiện đấy là khoa học cơ bản là nền tảng của công nghệ, của khoa học công nghệ, và với cái nền tảng khoa học cơ bản vững thì cán bộ sinh viên nhà trường thì có thể đạt được các cái thành tựu trên tảng các lĩnh vực ứng dụng và khoa học công nghệ. Đấy cũng là cái định hướng mà phát triển nhà trường trong tương lai, trong cả định hướng cả nghiên cứu và giảng dạy, song song với cả những chương trình đào tạo giữ vững cái truyền thống khoa học cơ bản thì nhà trường đã phát triển những cái chương trình mang tính chất ứng dụng, những cái chương trình mang tính chất công nghệ để tăng cái sức hấp dẫn đối với cả xã hội, và đồng thời cũng tạo cái phát triển để có thể có cái nguồn thu cho nhà trường để từng bước là lên cái con đường tự chủ học. Thế thì đấy là một vài nét về cái hoạt động của nhà trường trong 2022, và song song với cái niềm tự hào và thành tích cán bộ của nhà trường đã đạt được ấy, thì các cán bộ ở thế hệ hiện nay của nhà trường ấy, thì sẽ luôn ghi nhớ các thành tựu, các cái kết quả, các cái công sức mà các thầy cô thế hệ trước đã vun đắp góp phần xây dựng nhà trường để có được ngày hôm nay, để thế hệ trẻ các cán bộ ngày hôm nay là tiếp bước. Và như em đã nói trước thì bây giờ thế hệ trẻ đã từng bước thể hiện bản thân, thể hiện mình và tiếp nối truyền thống của các thầy cô trước đây, và tiếp tục xây dựng trường Đại học Tự nhiên vững mạnh từng bước, trở thành giữ vững cái vai trò nòng cốt của đại quốc gia và từng bước phát triển đại học nghiên cứu tiên tiến ở tầm khu vực, quốc tế. Nhân dịp năm mới thông báo đã đến, một thay mặt cho đảng ủy và các hiệu của tập thể cán bộ lên trước học sinh viên nhà trường, xin kính chúc các thầy cô, tất cả các hiệu giáo chức từ cán bộ viên chức nhà trường và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống, và rất mong rằng trong hàng năm thì chúng ta vẫn có những dịp và để gặp nhau để cùng ôn lại kỷ niệm và cùng để cập nhật các thông tin về nhà trường và cùng chia vui với những thành công mà nhà trường đã đạt được. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô. Tam trắng. Đúng với mai bạn em là bây giờ em đổ giận. Xin được trân trọng cảm ơn những phát biểu chia sẻ ấm áp, thân tình và vô cùng trọng thị của giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Hoàng Linh, hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động của nhà trường trong thời gian qua.